mặt những sao Hoa ngữ cứ đóng phim là vướng tin đồn tình ái với bạn diễn. Thứ nhất, Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong, cái tên hiện đang phủ sóng khắp mạng xã hội Trung Quốc với những bước tiến đáng nể trên con đường hoạt động nghệ thuật. Và cũng chính sau hàng loạt các vai diễn ấn tượng, Lý Dịch Phong nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị gán ghép với bạn diễn khi cả hai có sự tung hứng ăn ý nhịp nhàng với nhau. Lý Dịch Phong và Dương Mịch đã cùng vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng bi ai của hai nhân vật chính là Bách Lý Đô Tô lạnh lùng với nàng Phong Tình Tuyết chân thành đáng yêu trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Sau thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lý Dịch Phong và Dương Mịch đã có dịp yêu thêm lần nữa khi tái hợp trong phim điện ảnh Phanh Nhiên Tình Động. Lý Dịch Phong tiếp tục tạo nên cơn dư chấn mới trên màn ảnh nhỏ với bộ phim đề tài dân quốc mang tên Hoạt Sắc Sinh Hương cùng Đường Yên. Sự phối hợp ăn ý của Đường Yên và Lý Dịch Phong trong phim khiến khán giả quên mất họ là cặp chị em ngoài đời, chênh lệch nhau đến 4 tuổi. Trương Huệ Văn là bạn gái của Lý Dịch Phong trong phim điện ảnh Cây Danh Danh Nở Hoa của đạo diễn Hà Cảnh với sự phối hợp nhịp nhàng đầy tình cảm. Chư Tiên Thanh Vân Trí chính là một trong những dự án cổ trang chuyển thể được quan tâm bậc nhất với sự nên duyên của Lý Dịch Phong và mỹ nhân sinh năm 1987 Triệu Lệ Dĩnh. Cũng trong Chư Tiên Thanh Vân Trí, Lý Dịch Phong tiếp tục bị nghi ngờ dành tình cảm cho Dương Tử, cô nàng sở hữu nhan sắc tuyệt thế, thanh lệ thoát tục nhưng hết sức lạnh lùng. Thứ hai, Triệu Lệ Dĩnh. Nổi lên như một hiện tượng, Triệu Lệ Dĩnh giờ đây đã trở thành ngôi sao đắt khách nhất nhì showbiz. Sau thành công của những bộ phim đình đám trên màn ảnh nhỏ xứ Trung, nữ diễn viên bảo chứng rating còn nghiễm nhiên được gọi là bà bối mắt tay nhất showbiz. Bởi nhiều lần người hâm mộ điện ảnh Trung Quốc nhận ra rằng, mỗi lần cô tham gia vào một tác phẩm phim tình cảm là bạn diễn sẽ dính tin đồn tình ái ngay sau khi hợp tác. Triệu Lệ Dĩnh từng bị tin hẹn hò với nam diễn viên Cao Tử Kỳ khi cùng hợp tác trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011. Thậm chí có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã cưa cẩm rồi phũ phàng đá Cao Tử Kỳ. Song đây vẫn chỉ là tin đồn. Sau khi đóng chung trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn tình ái với bạn diễn Trần Hiểu. Các fan khi ấy cũng rất hy vọng cặp đôi sẽ thật sự đến với nhau ở ngoài đời. Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn trở thành một cặp tình nhân tuyệt đẹp trong bộ phim Sam Sam Đến Rồi. Cũng trong năm đó, Trương Hàn chia tay Trịnh Sảng khiến cho nhiều người nghi ngờ Triệu Lệ Dĩnh là kẻ thứ ba xen vào giữa tình cảm của họ. Xuất hiện trong bộ phim Hoa Thiên Cốt đóng cặp cùng lão cán bộ Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh thêm một lần nữa dính tin đồn tình cảm. Nhiều khán giả tỏ ra vô cùng háo hức trước những bằng chứng phim giả tình thật của cặp đôi. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trở thành cặp đôi hot nhất mạng xã hội sau bộ phim Sở Kiều Truyện và dường như khó cặp đôi nào có thể thay thế vị trí của họ trong lòng người hâm mộ. Thứ ba, Hồ Ca. Thêm một nhân vật chuyên vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn chính là Thánh Ế Hồ Ca. Sức hút của mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ đến từ những vai diễn gây ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Và tất nhiên, bởi diễn sâu nên Hồ Ca đã không ít lần dở khóc dở cười khi bị fan réo tên mỗi khi người tình trên màn ảnh công khai chuyện tình cảm. Năm 2005, Hồ Ca đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và người hâm mộ đã từng mong chờ cả hai sẽ đến với nhau ngọt ngào lãng mạn như trong phim. Cũng trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, cái tên nhận được sự chúc phúc khá nhiều từ fan với Hồ Ca chính là Đường Yên. Tuy nhiên, Đường Yên đã rời bỏ Hồ Ca để đi theo tiếng gọi tình yêu với nam diễn viên La Tấn. Hồ Ca từng hợp tác với nữ diễn viên Lâm Y Thần trong hai bộ phim là Thiên Ngoại Phi Tiên và Anh Hùng Xạ Điêu. Một lần nữa, các fan đã nuôi hy vọng mối nhân duyên của hai người sẽ kéo dài từ trong phim ra ngoài đời thực. Sau bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hồ Ca và nữ diễn viên Dương Mịch từng dính nghi án phim giả tình thật. Phải đến khi Dương Mịch công khai yêu đương rồi kết hôn với nam tài tử Lưu Khải Uy vào năm 2011, tin đồn tình cảm giữa họ mới chấm dứt. Thêm một cái tên nữa trong danh sách này là Lưu Thi Thi, người đẹp xuất hiện cùng anh trong bộ phim Phong Trung Kỳ Duyên năm 2014.